Chào tất cả các em mật thủ nha, quay trở lại video ngày hôm nay. Video ngày 19 tháng 4 nha em. Cái video hôm nay thì lên cho mình là có tổng cộng 3 con máy nha em và 25 mẫu cần. Thì những dòng máy thì có những dòng size nhỏ của Shimano này, Daiwa này, Alpha Techco này, máy mới nha. Đây có hai con này máy mới chưa xài qua. Còn con máy này thì cuối năm thì con này thì hàng cũ nha. Rồi những dòng ISO thì đây sẽ có một số rất là hàng đẹp nha em. ISO cần súp lở dài từ 3m6 cùng ngâm lan xe. ISO khen lớn. Đây, cần súp lở đều có nha em. Đây thì có những dòng như là Olympic, còn những dòng đây có lưu mực nha. Đây những dòng lưu mực này và cần lô thì có cần máy đứng, đây cần dây trong này anh em. Rất đẹp nha. Một số cần lưu mực còn nguyên bao, cần máy ngang máy đứng á, thì có một khúc. Những dòng như là Shimano, Abu, Garcia này, Swan Sitgo nha anh em. Những dòng Cozit nha anh em. Cozit cầu biển đây. Cắm gốc một khúc đều có, khuyên lá. Một số cần 20 khúc nha, chung là còn nguyên hộp nha, còn rất là mới. Đó, cho mình cùng ngâm lan xe đến chép. Thì bên em vẫn ship có toàn quốc nha, chúng sẽ ship tới tận nhà cho mình, anh em mình nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền của nhân viên giao hàng nha. Ship có toàn quốc ạ. Rồi chốt đơn cái liên hệ bên shop mình nha, là 0923 534 779. Em sẽ hỗ trợ liên hệ qua là Zalo và số điện thoại cho mình. Thì mã số 1 ở đây thì em sẽ có một con máy Shimano, con máy này máy nhỏ nha, con máy này máy tinh chưa xài qua nha. Con này thì mua cửa hàng thì nó thiếu cho mình một cái hộp thôi nha. Con này thì có dòng Shimano Sahara, con này thì đây. Con này thì tên con máy là Sahara C2000S cho anh em. Đây thông số cước con này nè, 0.16 105, số 4 được 100m nha. Đây cái thông số này. Con này thì là máy cối nông nha. Cái cối nông á thì nó vào ít cước hơn là cối sâu, nhưng bù lại thì nó đỡ rối cho anh em. Đó, con này thì mới tinh chưa xài qua nha. Lưỡi gà lô cước thì ok này. Con này thì cho mình một cái hộp thôi. ABS đầy đủ nha anh em. Đây, một chiều này. Thì máy thì khỏi bàn rồi, cực mượt nha. Rồi con này thì sản xuất tại Malaysia nha anh em. Đây sản xuất tại Malaysia nha, xuất thị trường Nhật. Con này thì máy mới là 1.650.000 nha anh em. Thì con này thiếu cho mình một cái hộp thôi, em để cho mình giá tốt nha. 1.250.000. Đó, 1.250.000. Máy số 2 thì một con máy, con này của dòng Alpha Techco. Con máy này thì mới tinh chưa xài qua nha anh. Lưu ý nha. Con này thì hàng về có mấy con á chung với nhau á thì con nào nó cũng có cước sẵn nha. Cái này là cước từ trong hãng ra luôn. Thì nó sẽ kèm theo máy nha. Con này thì Alpha Techco, con này sản xuất tại Nhật rồi. Con này size có mình là size 2000 nha, dòng Epic này. Cái thông số cước như sau. Đây. Số 4 155, số 6 110 nha em, số 8 được 80m cho mình. Đó, BS nha. Grato của bản là 5.0.1. Con máy thì còn đẹp nha em, chưa xài qua nha và chiếc cước này là cước sẵn cho máy. Đây lưỡi gà này, lô cước này, gạt cước nha. Thế là cho mình câu lua, câu ISO. Đó, có những dòng như là cần nhỏ thôi. Rồi đổi tay trái phải được, có ABS đầy đủ nha em. Đây, một chiều này. ABS đầy đủ nha, một chiều này. Thì máy thì bao mượt rồi. Đó, chốt chạy hai chiều này. Con này để cho mình giá là 1.3 nha em. Đây có máy là 1.300.000 nha. Đó, 1.300.000. Bao mượt ạ. Máy mã số 3 thì một con máy size lớn, con này cho nên mình đi câu biển này hoặc mình câu lục như này. Đây câu lục câu ngâm. Con máy này là của dòng Daiwa, Daiwa Emblem Z 4500A nha em. Đây 4500A. Thì con này thì sản xuất tại Nhật rồi. Đây made in Japan nha. Tình trạng con này thì nó sẽ có xước nha. Cái này thì nó có xước sơn nha, là xước sơn, xước nhâm sơ thôi. Con này thì size lớn, nó rơi cho mình tầm khoảng gần 20.000 á. Con thì máy cối nông, mua pin sống như này. Đây mua pin sống này. Lô cước hợp kim nha. Trong này máy còn hoạt động tốt. Tình trạng có hơi xước thôi. Con này thiết cho mình đi câu biển này, hoặc đi mình câu lục như này. Đây câu lục nha. Size rất là lớn. Con này thông số cước của mình như sau. Đây chạy cho mình là 5 bom ring như này. Số 5 được 250, số 6 được 200m và số 8 được 150m nha. Đổi tay trái phải được. Đây, có ABS nha. ABS này. Thì bao mượt cho mình rồi. Đó, cực kỳ mượt nha, chúc chặn hai chiều ở đây. Đó, máy rất là mượt. Rồi con để cho mình giá tốt nha. Giá là 1.600.000 nha. Đây, 1.600.000. Rồi cần thì sẽ có 25 mẫu cần, thì em sẽ lên một số cần ISO giá rẻ trước. Mã số 1 ở đây sẽ có một con cần ISO giá rẻ, con này ISO khen lớn carbon của dòng OGK nha. OGK nha, con này thương hiệu cũng là dòng China xuất Nhật. Độ dài là cần là 4m5, ISO khoen lớn thì đã xoay bắt vặn rồi. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng độ cứng 3, xả cần tay tầm khoảng 5H cho nên ngọn 1.5 ly. Ngọn sẽ có một đây và hai khuyên chạy cho mình này. Phôi của mình là phôi carbon nha. Đây carbon xoắn vân. Hàng China xuất Nhật cho nên. Đó, để cho mình giá rẻ thôi. ISO khoen lớn 4m5. Đây tổng thể thế này. Cân nặng của mình là 280g, mã số 1. Giá con này là giá 400 nha nè. Đây 400.000. Thì mấy con này anh em biết chơi á, anh em lấy mấy con ISO này mà xả cần tay xuống á, nó chỉ nặng hơn cần tay zin một xíu thôi, nhưng mà đánh cực ngon nha. Mã số 2 một con cần ISO của Daiwa. Đây con này thương hiệu Daiwa nè, tình trạng của cần có hơi xước này. Đây xước sơn nha.
Con này cứng nha. Con này có dòng Daiwa CG Carbon Gold, dài là 5m3, độ cứng tầm khoảng độ cứng 3. Con này nên mình xả cần tay xuống rồi cho mình tầm khoảng 5H nha. Cần ra thẳng tắp cho mình. Thì con này thì đi cần 5m3, đi kèm là 6 lóng như này. Ngọn của mình thì sẽ là ngọn 1.6 ly. Ngọn thì nó sẽ có cho mình 1, 2, 3 khoanh chạy nha. Đây, tình trạng con này thì nó sẽ có phủ lớp bóng 2K ở ngoài á. Nó bị tróc sơn nha. Nó bị tróc sơn thôi. Còn lại thì ok này. Đây. 5m3 nha, độ cứng tầm khoảng độ cứng 3. Thì tình trạng con này nó bị tróc sơn này. Đây, cái thông số của nó bị phai nha. Cái này thì mình nhìn qua cái cam không rõ này. Đây, nhìn cam không rõ đâu. Nó bị phai cái rồi. Carbon Gold nha, nội địa Nhật, Japan. Đây, nhìn kỹ này. Con rất đẹp nha, Bass Fuji S7. Rồi con này thì cân nặng của mình á là được là 300g, mã số 2, giá 500 như này. Đây, giá 500.000 nha. Thì mấy con này bên em vẫn hỗ trợ xả cần tay cho mình hết. Mã số 3, một con cần ISO, khoen nhỏ. Con này thì carbon, dài 5m4, độ cứng 2, tầm khoảng vào 4H cần tay nha. Đây, khoen Bass Fuji xứ xám. Thì ngọn của mình đo được là ngọn 1.4 ly. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Phôi con này thì cũng là phôi carbon này. Đây, nước sơn màu bạc nha. Trong mà anh em biết chơi á, thì muốn ngon bộ rẻ á, thì mình lấy ISO á, mình xả cần tay xuống như này. Trong phôi nó dày, đến cái chép, cái mè được này. Đây, khoen Bass Fuji hết. 5m4 độ cứng 2, cân nặng của cần là 260g, mã số 3, giá 500.000. Đây, ISO giá rẻ nha, 500 ạ. Mã số 3, có đây có một con cần súp lỡ. Con này thì thích hợp cho em mình câu ngâm này, câu đơn như này. Con này có dòng Shimano Holiday Spin, dài 2m7, độ cứng là 15. Nó để cho mình giá rẻ luôn, 500.000 như này. Đây, 500 nha. Khoen Bass Fuji, đây lọ xì đất xám. Cái ngọn của mình thì đo được là ngọn 2 ly, độ cứng 15, sẽ có 1. Đây, và 2 khoen chạy này. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân. Tình trạng con này thì sẽ có sức dâm như này. Đây, sơ sơ theo cần thôi. 2m7 độ cứng 15. Khoen Bass Fuji hết. Mã số là mã số 4. Giá 500 như này. Cân nặng của cần chỉ có là 140g thôi. Rất nhẹ nha. Đây, Shimano ạ. Mã số 5. Số 5 thì con cần là con cần thích hợp cho nên mình câu ngâm này. Câu lăng C này. Con cần này là thương hiệu của mình là dòng Olympic, độ dài cần là 3m6 nha. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80. Con này bản nội địa Nhật, Japan. Và dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji loại xì đất xám. Con này thì cái cần thủ trước nó đổ thêm một cái khoen to đây. Thì nó tháo ra rồi như này. Đây, tháo ra nó gắn về khoen cũ như này rồi. Con này ngọn của mình thì đo được là ngọn 2 ly. Thì ngọn sẽ có 1 này, 2 này, 3 này và 4 khoen chạy như này. 3m6, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80. 50 đến 80 thì mình đánh cắt chép, cá mè được rồi. Cần thì đi kèm cho mình là 3 lóng thôi. Đây, cần rất đẹp nha. Nói chung mấy cái lóng ở trong thì nó còn sáng đẹp thế này. Đó, khoen nhiều như này. Cho mình câu ngâm câu lăng xe. Rồi Olympic Japan, tay cầm được bọc một cái màng zin theo cần nha. Và bát vạn Fuji FPS. Cân nặng của cần là 410g, mã số 5, giá 700 như này. Đây, con này giá 700 ngàn nha. Cần rất là đẹp. Đó, Olympic nha. Tiếp theo mã số 6. Số 6 thì đây có một con cần ISO biển như này. Con này là cần ISO, mình xả cần tay ra cho mình tầm khoảng từ 6H đổ lên này. Đây. Con này là thương hiệu cũng là dòng dòng NFT này. Đây, NFT dòng 2 carbon. Độ dài cần là 5m3, cứng DX. Thì con này cứng tầm khoảng độ cứng 4 đến cứng 5 nha. Dàn khoen của con này đều là dàn khoen full xích này. Đây, dàn khoen full xích nha, NFT. Cái ngọn của mình thì đo được là ngọn 1.8 ly. Độ cứng con này xả cần tay ra cho mình tầm khoảng từ 6 đến 7H. Ngọn thì sẽ có 2 khoen chạy. Và phôi của mình là carbon xoắn vân. Con này tất cả dàn khoen của mình là dàn khoen full xích nha. Đây. Khoen xích thì xứ xích thì nó sẽ ngon là khoen xứ thường rồi. Đó, đi kèm với là 6 lóng như này. Tình trạng cần có ok này. Nó sẽ có sức giam sơ theo thời gian thôi. Đây, khoen xích như này. Con này thì dàn ISO biển cho mình đánh đầu cần, gần bờ, mình xả cần tay cũng được nha. Tầm khoảng 6 đến 7H. Bát vặn Fuji FPS 26, tay cầm thì được cuốn chỉ này, gúc bằng cán gỗ nha. Cân nặng của cần được á là 460g, mã số 6, giá 1 triệu như này. Đây, con này giá 1 triệu cho mình nha. Tiếp theo mã số 7. Số 7 thì đây có một con cần cũng dạng cần ISO biển luôn. Đây, cái kén của một cái gỗ này. Nó tỉa lại thành cái này vậy nè. Nó có cái lỗ sẵn cho mình đây luôn. Cái con này là cần dạng cần ISO biển luôn. Độ dài của cần là 5m3. Cái độ cứng con này cũng tầm khoảng độ cứng 5 đến độ cứng 6 cần như này. Tới là cần ISO. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji dạ quang. Thì nó sẽ có like cho mình là khoen Fuji xứ xám này. Đó, cái đầu bu và hai khoen chạy là xứ xám nha. Còn lại khoen dưới là khoen Fuji dạ quang hết. Khoen này hỗ trợ cho mình câu bằng đêm. Con này độ dài 5m3, độ cứng thì rơi cho mình tầm khoảng độ cứng 6. Cứng tầm khoảng 6-7H cần tay nha. Đó, ngọn sẽ có hai khoen chạy cho mình.
tình trạng con này thì phôi carbon xoắn vân đó, carbon xoắn nha, xoắn vòm nha, và sẽ có sức dăm như này đó, sẽ có sức sơn như này, là sức sơn thế này nha, nó ở ngoài sơn thôi. Thì con để cho mình giá rẻ nha, con này cứng nha, con này cứng bạo lực nha, xả tay ra cho mình tầm khoảng 6-7 hát, cũng là bản Japan nội địa Nhật. Pad con này thì pad lớn như này, đây con này thì pad có là pad Fuji Shimano này, đây Fuji Shimano F8 nha, F8 là dạng là to nhất rồi, gắn máy tầm khoảng 20.000 cũng được cho mình đây, dạng ISO biển nha. Cân nặng của mình á là 520g, mã số 7, giá 600 nha này, đây giá 600.000 nha. Rồi tiếp theo thì mã số 8, số 8 thì đây sẽ có một con cần lộc của Daiwa cho mình đánh đầu cần và gần bờ. Con này là dòng Super Power, dài 39, cứng 25 như này. Con này bản của mình là bản Korea xuất Nhật này, có mã code này, để tem nội địa nha. Thì mấy con cần lộc thì đa số là pass cao, thì bên đây vẫn hỗ trợ hạ pass cho mình nha, theo yêu cầu. Rồi dàn quen Fuji, loại xi đất xám, độ cứng 25EX, ngọn con này là ngọn 2.5 ly. Thì nó sẽ có 1 và 2 khuyên chạy đây. Con này thì carbon xoắn vân, cần còn rất đẹp như này. Đây, còn rất đẹp và sáng này. Đó, sáng ok nha. Đây, tổng thể thế này, 39 độ cứng 25, quen pad Fuji. Cân nặng của mình thì cân được là 320g, mã số 8. Giá con này là giá 800 nha. Đây, giá 800.000 ạ. Super Power. Mã số 9, một con cần lộc, con này thì dài hơn. Con này thì dài, độ dài là 4m2, cứng 25 luôn, của dòng Sky Cutter. Con này bản Japan nội địa như này. Đây, có tem vàng đây. Thì quen pad của mình là cũng là quen pad Fuji xứ xám, đánh đầu cần và gần bờ, cứng 25EX, ngọn 2.4 ly, sẽ có hai khuyên chạy luôn. Đó, tổng thể thế này nha, một và hai khuyên chạy cho mình. Tình trạng cần thì nó vẫn còn ok này. Đó, đẹp như này, đóng semi chống nổ đầy đủ này. Thì bên đây vẫn hỗ trợ hạ pad nha. 4m2 cứng 25, cân nặng của cần được là 390g, mã số 9, giá 700.000. Đây, giá 700.000 nha. Nắp chụp thì xoáy vặn như mình. Tiếp theo mã số 10. Số 10 thì đây sẽ có một con cần lộc. Cái con này của dòng Olympic siêu nhẹ này. Con này là cần lộc của dòng Olympic. Độ dài cần là 4m5, đi kèm 5 lóng nha. Của dòng Spirit này, SS Carbon. Con này cực nhẹ luôn, 4m5. Mới làm trung bình mấy con cần lộc bình thường á, thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 500g. Mà con rất là nhẹ nè, nó chỉ có là 320g thôi. Đó, quen pad Fuji xứ xám. Phôi cơ là phôi carbon này, xoắn hai da này. Đó, bộ xoắn hai da nha. Có đây cái ngọn của mình thì ngọn lớn này, ngọn 3 ly, nước sơn màu trắng, sẽ có 1 này. Đây và 2 khuyên chạy cho mình. Con này trừ cái lóng ngọn là carbon nước sơn màu trắng thôi, còn mấy cái lóng còn lại là hai da này. Đây nổi gần hết nha này. Đây hai da nổi gần hết nha. Đây, hai da nổi gần hết này. Tình trạng con này thì có ok nha. Đó, nhìn kỹ nha, đi kèm 5 lóng. Con này sẽ cho mình đánh lục độ cần và gần bờ. Nói chung rất là nhẹ nha. Và phôi của mình là phôi hai da nổi gần hết. Bên đây vẫn hỗ trợ là hạ pad như này. Đây hạ pad miễn phí. Rồi con này thì cân nặng của mình thì cân được là 320g, mã số 10, giá 1.500.000 ạ. Đây, 1.500.000 nha. Tiếp theo mã số 11. 11 thì đây sẽ có một con cần lua mực. Con này thì mình lua lóc, lua chẽm được cho anh em. Con này thì mới tinh chưa xài qua. Con này là của dòng Mazocraft, dòng Sofara. Đây, Mazocraft Sofara nha anh em. Có độ dài của cần là 7 feet này, 7 feet 2, cứng XH nha. XH rất là cứng. Tải mồi từ 50 đến 160g, PE hỗ trợ từ 0.6 đến 1.5 PE nha. Đây cần mới chưa xài qua. Con này thì nó sẽ còn nguyên cái tem này. Đây cái tem cho mình luôn nha. Sofara 702XH thì dài là 2m1 nha, cứng XH cho mình đây. Con này hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật nha này. Đây Mazocraft thì anh em biết rồi. Nó sẽ có một cái nhà máy ở Đồng Nai nha, đây, ở Đồng Nai. 7 feet. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji. Đây còn nguyên bản chưa xài qua, ngọn 2.2 ly. Ngọn zin tao cần, trên này thì carbon dạng ngọn tháp nha. Đây ngọn tháp nước sơn màu vàng như thế này. Đây, vàng xanh lá như thế này. Đó, còn đẹp nha, bát vạn Fuji Mazocraft. Rồi con này thì dạng cứng bạo lực nha, ít khác thì cứng rồi. Cân nặng chỉ có là 110g, mã số 11, giá 1.200.000. Đây, giá 1.200.000 nha. Mã số 12. 12 thì một con cần lô, máy đứng 2 khúc. Con này thì máy đứng 2 khúc nha em, cần carbon. Cái độ dài con này là 8 feet, là 2m4, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng về ML. Thì tay cầm con này thì bằng cán bần nha, bát vạn Fuji này, dàn khoen Fuji xứ đen. Con này thì cứng tầm khoảng ML, cho anh em mình lua cá lóc, cá chẽm được nha. Đây, lua lóc, lua chẽm được. Tổng thể thế này, ngọn của mình là ngọn 1.8 ly. Phôi của mình là phôi carbon nha, để xoắn vân toàn thân. 2m4 như này, 2m4, cứng tầm khoảng ML. Cân nặng của cần là 140g, mã số 12, giá 700 nha. Đây con này giá 700.000 ạ.
mã số 13 này. 13 thì đây có một con cừng lua, con này con cừng lua mực như này, lua mực dây trong nha, củ đai qua, con này cực đẹp nha, con này mới tinh luôn, chưa xài qua như này. Đây có là con cừng lục, cần dây trong như này, cần lua dây trong của đây qua dòng mà Satis nha. Đây dòng Satis Egin, Egin này lua mực nha. Thông số này đây qua. Độ dài con này là 8.3 là 2m49, cứng tầm khoảng vào L, con này hàng nội địa Nhật nha, made in Japan. Egi thì từ 2.5 đến 3.5 thì tải mồi tầm khoảng từ 10 đến 21g. PE hỗ trợ từ 0.6 đến 1.2. Con này mới tinh luôn. Cái phụ kiện của mình á thì nó sẽ có một cái bao vải này của đây qua, và nó sẽ có một cái dây luồng như này. Đây cái dây là dây luồng này. Dây luồng nha. Con này mới tinh chưa xài qua. Zin nha, nguyên bản hết. Đó. Cần dây trong nha, cái ngọn của mình là ngọn lớn. Ngọn 3.4 ly. Thì nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu này, xịt môi trề chống xoắn như này. Anh em lưu ý nha, con này chưa xài qua nha. Đây chưa xài qua. Mới tinh 100%. Có bao vải kèm cho mình. Đây những cái pad này, đai qua cho mình luôn. Mới cứng. Đây có dòng Sati này. Đây có dòng Sati. Cân nặng của cần chỉ có 140g, mã số 13, giá 1.200.000. Đây 1.200.000 nha. Đây qua made in Japan. Dài là 2m49. Cứng tầm khoảng vào 21g thì nó tầm khoảng ML thôi. Rồi lua mực máy đứng thì ở đây sẽ còn một con cần này, cần lua mực máy đứng của dòng Masocraft như này. Con này có dòng Masocraft, dòng Safara này. Đây Safara nha. Con này thì cứng. Dài là 7.6 là 2m28, độ cứng NM này. Đây cứng NM, con hàng China xuất thị trường Nhật này. Cái thông số tải mồi từ 0.5 đến 7g, tải cá 6 là bao nha. Đây thông số sẵn mình đây. Đây Masocraft mới tinh nha, chưa xài qua. Đó, anh em nhìn kỹ này. Rất đẹp nha, con thấy cái này mình này lua mực này, câu bè, câu cá nâu, cá rìa, mình dạng câu cảm giác thôi nha. Con này không cứng lắm. Cái ngọn của mình thì đo được xác là ngọn 1.4 ly, tải mồi tầm khoảng 7g thôi, mới tinh chưa xài qua nha. Cái bao vải thì lâu ngày nó hơi cũ thôi, chứ còn ok hết. Hàng China xuất Nhật. Cân nặng là 100g, mã số 14, giá 1.200.000. Đây, giá 1.200.000 nha. Còn nguyên bao cho mình đây. Rồi, mã số 15 thì ở đây sẽ có một số cần một khúc, máy ngang, máy đứng đều có như này. Ở đây thì mã số 15 là một con cần một khúc, máy ngang. Con này của dòng Abu. Đây, Abu Garcia. Độ dài con này là 5.8, cứng NM. Thì thông số chuẩn của mình á là dài 1m74 như này. Đây, con này dài 1m74 NM. Thông số tải mồi là 3/4 OZ, tầm khoảng 21g, tải cá 16 lờ bao. Abu thì hàng Thụy Điển anh em biết rồi. Và dàn khoen của mình là dàn khoen full sit gold này. Con này máy ngang nha. Con này cứng NM thì mình lua nhé, hơi chứ thật được. Ngọn 2.2 ly. Đây là những cái dàn khoen của mình này. Khoen sit gold như này. Đây khoen sit gold cực đẹp nha. Đó. Khoen sit gold này. Cái độ cứng con này thì NM thì mình lua nhé, hơi chứ thật được rồi. Abu Garcia của Thụy Điển như này. Đây, bát vạn Fuji. Cân nặng của mình là 125g, mã số 15, giá 1.400.000 ạ. Đây. 1.400.000 nha. Mã số 16. 16 thì con này là con cần lua máy đứng. Con này một khúc luôn như này, một khúc máy đứng. Con này cộng đó có dòng Abu luôn. Abu Garcia này. Cái độ dài con này là 6 feet 1m8, cứng L, L thì mềm hơn, tải cá tầm khoảng 12 lờ bao, tải mồi 3/8 OZ, tầm khoảng 12g thôi. Còn dàn khoen con này là dàn khoen một chân nha. Đây dàn khoen xích này. Full xích đen như này. L thì trong là mình lua lóc, lua chẽm, lua cảm giác thôi. Ngọn là 1.7 ly. Tình trạng với con này thì hầu như là chưa sử dụng qua như này. Đây mới cứng nha. Đó, mới này. Chưa sử dụng qua cho mình luôn. Một khúc nha. Abu Garcia. Đây, mềm cảm giác nha. L. Cân nặng của con này chỉ có là 100g thôi. Mã số 16, giá là 1.400.000 luôn như này. Đây, 1.400.000 nha. Một cái dòng Abu của Thụy Điển này á cực mắc nha. 1.400.000 ạ. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cần lưu máy ngang. Con này thì của Shimano. Con này có dòng Shimano bò cặp đỏ như này. Đây Scorpion Shimano. Đây bò cặp đỏ này. Độ dài con này là 6 feet 1m8. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng về ML như này. Tải mồi từ 4 đến 12g, tải cá từ 4 đến 10 bao này. Đây Japan nội địa Nhật này, có mã code và tem vàng. Cái tay cầm của mình thì bằng cán bừng, bát bằng Fuji này, Shimano chính hãng theo cần. Dàn khoen full xích 3 chân nha. Đó. Full xích dòng Scorpion như này. Scorpion bộ cặp đỏ nha. Ngọn con này là ngọn 2 ly. Cứng tầm khoảng vào L thôi. Thích em mình thích ở bạn này mình lua lóc lua chẽm. Đây, lua cảm giác nha. Không cứng lắm cho mình ạ. Đây gốc con này thì nó bị bể một miếng gỗ này nhỏ xíu như này, cho nên không ảnh hưởng gì đâu. Cân nặng của mình là 95g, rất là nhẹ luôn, mã số 17, giá là 1.200.000. Đây, 1.200.000 nha. Rồi, những con anh về đây muốn lấy một lực á, thì đây có một con cần lua này, một khúc luôn như này, máy ngang.
Con này thì của dòng mà đây, con này thương hiệu của mình là nha. Con này là China xuất Nhật nha, của dòng này Conad. Đây Conad nha, cần carbon. Cái độ dài con này là 6.3, là 1m89 cứng NML. NML mà con này dạng cứng nha. Đây của dòng Van Hill này. Đây, có tem vàng nội địa đây. Và hàng của mình là China xuất Nhật nha. Và cái tay cầm con này thì là cái tay cầm của mình là bằng cán mút này, bắt đập vặn này, Fuji này. Đó, MTD nha. Dàn khoen các bạn là dàn khoen Fuji 3 chân, loại xích xích. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân. Đây cần rất đẹp nha. Đây, cần rất đẹp cho mình luôn. Đây, tổng thể thế này. Cái ngọn con này thì đo cho mình được trên này là ngọn 2 ly nha. Ngọn 2 ly. Con này thì mình lưu lóc, lưu chẽm đều được cho nên. Máy ngang 1m89 một khúc nha. Cho nên một khúc thì di chuyển hay bất tiện thôi. Còn mà anh em mình đi câu á, gần nhà thì cực kỳ ngon nha. Một khúc đánh sinh lực rất là tốt hơn. Cân nặng của mình là 125g, mã số là mã số 18, giá 1.200.000 nha. Đây con này giá 1.200.000 ạ. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần zip. Cái con này là không cần zip cho mình câu ngâm nha em. Một khúc này, máy đứng nha. Đây khoen của mình là khoen full zip này. Khoen đề 3 là khoen 30. Ở cái con này là con cần một khúc. Cái thông số cần như sau. Rồi. Đây cần thì cần một khúc nha em. Cần khúc carbon. Cái độ dài con này là 5.4, là 1m72 nha. 1m72, con này dạng cứng. Cái con này thì thông số nó ghi này. Zip là từ 40 đến 120 gram. Tại cá hỗ trợ PE từ số 1 đến số 3 đây. 5.4 là 1m5, 1m62 chứ. Và cái con này thì là 5.4, thì sẽ đo chuẩn xác cho mình đây. 5.4 là 53 15. Đây, 1m6 nha em. Con này chuẩn xác mình là 1m6 nha. Con này bị nhầm 1m7 mấy, nhầm cái con kia rồi. Rồi con này chuẩn xác mình là 1m6 thì con này zip 120 gram thì cũng dạng cứng. Đây, những con ngắn nha này. Anh em thích zip á, zip nhồng nha. Bè trang bè lão đây. Con này ngọn lớn nha. Con này cũng dạng cứng cho mình ạ, bạo lực cho nè. Rồi 120g, 1m6, cân nặng chỉ có là 270g thôi. Mã số 19, giá 1.300.000 nha. Đây, 1.300.000. Một tương đối cứng nha, 120g. Khoen cái mình là khoen full xích 3 chân hết đây. Rồi đây có một con cần một khúc. Con này thì của Daiwa, con này thì để cho mình giá rẻ thôi. Daiwa một khúc cho mình câu ngâm nha. Con rất là đẹp, gút này, bằng carbon. Ngọn của mình thì dạng là ngọn đặc nha. Của đây qua, cái độ dài con này á là chuẩn xác của mình là 1m45. Dạng khoen của mình là dạng khoen Fuji. Đây loại xi đất trắng. Con này cũng dạng cứng như này. Độ cứng con này tính theo mà cần cứng thì nó rơi cho mình tầm khoảng từ 120 hơn á. Đó, 120 hơn nha. 1m45 một khúc cho mình câu bè câu ngâm. Rồi có là tay cầm cán mút bát vạn Fuji DPS này 22, gốc thì sẽ có dây buộc bảo hiểm ở đây. Cân nặng của mình chỉ có là 360g, mã số 20, giá 500 như này. Đây, giá con này giá 500.000 ạ. 21 thì đây sẽ có một con cần cắm gút, con là cần cho mình cosit chứ này. Đây cần cắm gút cho mình cosit này, cần cắm gút nha. Đây cũng tương đối cứng. Cái thông số mình như sau, cần cắm gút của dòng này OCA nha anh em. Độ dài con này là 6 feet, 1m8, cứng NMH. Thông số tải mồi từ 10 này đến 150g tải cá này. Xong rồi có tải như này, tải môi trường gió như này là từ 28 đến 40g nha. Còn bình thường zip là từ 100 đến 150g, dạng cứng bạo lực rồi. PE con này thì hỗ trợ từ số 3 đến số 5 luôn. Đó, con này hàng Korea xuất Nhật nha. Con này cần cắm gốc. Đây, made in Korea. Dàn khoen con này là dàn khoen full xích 3 chân này. Dàn khoen bướm như này. Đây, khoen bướm này. NMH thì cũng dạng cứng rồi, 150g. Đây, tình trạng thì nó tróc sơn cái này thôi. Nó bị tróc sơn một xíu như này, không ảnh hưởng gì nha. Đây, tổng thể thế này. Con này tay cầm của mình thì bằng cán mút và bát là bách vặn luôn. Fuji chữ vàng. Cân nặng của cần là 260g. Mã số 21, giá 1.600.000 như này. Đây con này 1.600.000 ạ. Mã số 22 thì đây có một con cần cắm gút luôn. Con này của Daiwa. Đây cắm gút của Daiwa nha. Con rất là đẹp. Con này cần cắm gút Daiwa của dòng Maledin. Độ dài cần là 2m4. Cứng là M nha. M thì cũng dạng cứng rồi. Con này hàng của mình là Thái Lan nha. Đây hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật này. Có mã code này và tem vàng. Cái dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji khoen lá hết này. Đây khoen Fuji khoen lá nha. 2m4 cắm gút. Thích hợp cho này mình câu zip, câu ngâm như này, câu biển hay câu lăng xê đều được này. Cái ngọn của mình thì tầm là 1.8 ly thôi. Trên cái ngọn của mình á thì đều là khoen Fuji khoen lá. Đây, Fuji khoen lá nhỏ nha. Còn dưới này thì khoen lá 3 chân này. Đó, 2 chân nha, đầu là 1 cái, 2 cái. Còn trên này chỉ có 1 chân thôi. Con này thì cũng dạng M, M thì cứng tầm khoảng 50. Mình tải mồi tầm khoảng từ 3 đến 40 gram được này. Đó. Cặp cúc như này, của đây qua. Cân nặng của cần chỉ có là 300 gram, mã số là 22. Giá 1.200.000 ạ. Đây, 1.200.000. Mã số 23
23 thì đây có một con cần Hechi, con này dạng cần là Hechi Ikada cho mình câu bè nha. Con rất là mềm. Đó, mềm cảm giác. Con này thương hiệu cũng là dòng Sakura, độ dài cần là 3m3 này. Đây 3m3 3 khúc Sakura nội địa Nhật. Dáng khoen cũng là dáng khoen Fuji này, ba chân loại xi đất xám, cái ngọn mình thì ngọn nhỏ thôi, 1.8 ly. Con này mềm nha, độ cứng rơi cho mình tầm khoảng từ 15 đến 20 thôi. Đây nước sơn thì đỏ đen như thế này. Rồi tay cầm con này thì được cuốn chỉ này và dây mây gốc thì bằng cán gỗ. Khoen pad Fuji hết. Cân nặng của cần là 195 g, mã số 23. Giá 700 nha này. Đây giá 700 ngàn nha. Mấy con này cho mình câu bè câu cảm giác thôi. Rất là mềm. Đây, muốn câu bè thì đây có một con cần này. Con này của Alpha Tackle. Con này mới tin chưa xài qua nha này. Con này dạng cảm giác đây. Con này thì Alpha Tackle dài 2m4, cần là cần 2 khúc. Con này thì cái dàn khoen cũng là khoen Fuji xích nòng sống như này. Đây cực kỳ đẹp luôn. Để em lấy cần cho mình xem này. Nó hơi bị kẹt chứ này. Con này mới tin chưa xài qua này. Đây là miệng cần nha. Con này cho anh em mình câu ngâm này. Câu ngâm mà dạng câu bè á, nó cảm giác thôi. Alpha Tackle 2m4. Con này sản xuất tại Hàn Quốc nha. Độ cứng rơi cho mình tầm khoảng từ 2 đến 10 thôi. Đây dàn khoen cũng là dàn khoen Fuji xích nòng sống. Còn cái trên ngọn của mình sát cho này là khoen lá nha. Đây trên này là ngọn khoen lá. Con này cần mới tinh chưa xài qua nha này. Thích hợp cho em mình câu bè này, câu ngâm mà dạng câu cảm giác thôi. Đây pad Fuji Alpha Tackle, gốc thì sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Cái này thì nó gắn của Daiwa. Cái thông số thì nó ghi sẵn cho mình trên cái hộp đây. Con này mới tinh chưa xài qua nha này. Đây, trọng lượng của cần đó, nó chỉ có là 141 g thôi, ngọn 0.7 mm, gốc là 13.5 mm. Con này thì đi kèm là 2m4 2 khúc, thu gọn 124 cm nha. Đây, hàng Korea xuất thị trường Nhật, cần mới tinh. Của dòng mà gì đây, Super Lit như này, đây, Super Lit. Con này bản cho mình là bản câu bè, câu cảm giác thôi. Cái giá mới con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào 25 ngàn yên á, thì tầm khoảng gần 4 triệu mấy như này, tầm khoảng 4 triệu mấy á, thì con để cho mình giá rẻ này. Cân nặng của mình á, thì có báo là 141 gram thôi, mã số 24 nha em, giá là 1.4 triệu ạ. Đây, 1 triệu 400 ngàn nha. Con này thì nói chung là mềm cảm giác. Anh em cái inbox đi, em sẽ gửi cái video mình qua ra cân này. Đó, con này câu bè như này. Nó mềm nhị cái đa thôi. Cần đẹp ạ. Rồi cuối cùng thì mã số 25 thì đây sẽ có một con cần là 3 khúc. Cái con này thì cho anh em mình đánh cách chép camè của Daiwa như này. Daiwa Horolock. Cần đẹp này. Dài là 3m6, độ cứng là 30, phôi carbon này xoắn hai da. Dàn khoen Fuji này. Đây, ba chân như này. Loại xi đất xám. Đây tổng thể thế này. Cứng 30 thì ngọn cần là ngọn 2 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu Fuji chống xoắn. Thích hợp cho mình đánh cách chép camè công ngâm lan xê. Đó mới cứng nha. Tay cầm cán mút bát vạn Daiwa này, chính hãng theo cần luôn. Cân nặng của mình chỉ có là 300 gram thôi, mã số 25, giá là 1 triệu như này. Đây, giá 1 triệu nha. Full mét ạ. Rồi tổng thể thì có 25 mẫu cần và một số máy gửi đến em mình. Anh em ấn mẫu nào comment mã số cộng số không phải nha. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, bên em chụp hình từng mẫu cần mẫu máy gửi đem mình tham khảo kỹ hơn. Bên em thì hàng hóa về cập nhật liên tục, anh em cho em được đăng ký một thông báo nha, để những video tiếp theo em lên đó mình nhận thông báo sớm để mình vào mình tham khảo như này. Rồi chúc anh em một ngày tốt lành.